Bên lạnh chưa hết rồi đang mở mà em lên tắt bên lạnh rồi nguyên chiếc xe đang ngợp hết sao em. Từ từ nó nổ cho nó mát chiếc xe ra chứ. Đưa này, đưa lò qua đây. Lạnh. Lạnh mà tiêu, có mòn làm gì đắp đi chứ. Tiêu sao sống, hôm nay làm dở dầu, có dầu rồi sao sắp bị lạnh. Chị chứ con. Tập trong kia bớt đi chứ. Gentle. Yeah, you can walk maybe 20 meters. The water is really
cách mà nó phải tới đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà đỡ đi con lên. Hai này. Hai này. Lên là mày phải biết cái móng nó làm sao, mà nếu không mày phải làm lại cái móng. Cao mà chắc cao kiển chứ không phải là cao. Thank you.
lát là mất cái chả cá của mụ. Sư phụ. Hello. Đem theo cái nón. Đâu có biết nó đi gì đâu. Nước lên nước.
nước lên nó ướt hết mấy cái này luôn nè. Rồi có mấy con cua nhỏ nhỏ, con ghẹ, con gì nó bò đầy hết trơn nè. Còn trồng hả? Nó cả đống đó ngoài đó. Đâu? Bò. Nó bò, đang bò đó. Cũng thấy. Đó, thấy không? Bò trên đá đó. Nếu làm bờ kè là làm dọc theo trong kia chứ đâu có làm ra đây, cái đó người đó là